Chào tất cả bà con. Chúc bà con ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên cuộc sống. Kính chào bà con nha. Anh em mình không định làm cái clip này đâu. Chuyện từ kể từ hôm kia thì có xem cái clip của hai cái con chó. Thì thực ra là như thế này. Từ ngày mình làm clip đó, luôn luôn phản ánh, lên án tất cả những cái sự thật mà bà con không dám nói ra. Còn những cái phản ánh mà động đến nhà nước và để đi tù thì mình không mà mình phản ánh. Mình biết sai lè lè nhưng mình không mà phản ánh. Cái thứ hai là không hiểu tại sao hai con chó ấy rất muốn ăn hơi, dựa theo để được nổi tiếng. Và một lời gọi là chắp tay này, rất cảm ơn các bạn đang xem clip này và đang xem những clip ngày trước, đang theo dõi mình, ủng hộ và luôn sát cánh với mình. Mình rất cảm ơn bà con, cảm ơn những người bạn của mình. Sau đây là như thế này, mình định không làm mà nghe anh em của mình cũng nói anh ấy đừng làm, đừng chấp, vì em tin anh. Nhưng mình phải nói cho những bạn đang đi lao động ở nước ngoài hay đang ở Việt Nam không biết mà sợ nó đạt điều, thì cái lượng fan của mình, lượng người theo dõi là do các bạn quý mình theo dõi mình rất cảm ơn, chân thành cảm ơn. Thế nhưng mà mình hứa với các bạn tìm hết tất cả những clip của mình ra, xem có clip nào mình chửi anh em đi lao động nước ngoài chưa. Mình có làm một cái clip hôm nay là bình luận và từ tham, mình đang nói là từ tham đấy. Hôm nay mình nói rất nhiều nội dung tham ô, tham nhũng, tham quan và tham tiền. Thì trong cái nội dung tham tiền thì mình có nói là khuyên các bạn là đừng nên đi nước ngoài, ở Việt Nam còn hơn, đầu tư một số tiền đấy thì ở Việt Nam. Tại vì đi nước ngoài đấy nhỉ, các con chó nó môi giới mà, nó là con đỉa hút máu người, nó gặp được các bạn nó sẽ tham tiền, nó sẽ lừa đảo các bạn. Chứ mình chưa chửi các bạn là các bạn thế nọ thế kia. Thế mà có hai con chó gọi là gì nhỉ, Long Sẹo và thằng tóc dài à, lôn mẹ nó, tóc nó dài cái gì như ba cái chỏm lông lồn, địt mẹ tóc mình để nó đẹp hơn. Tại vì làm sao mình ghét nó nhuộm, mình kinh túc thích nhuộm tóc mà, nhưng lồn mẹ nó nhuộm như lông lồn bò. Rồi còn thằng Long Sẹo, cứ nói về thằng tóc dài đi cái lồn mẹ mà con lợn chuột này, bố mày nói mày là, xin lỗi bà con nói bậy tí này, gửi clip về đến hai con chó. Cái địt mẹ mày, cái thằng tóc dài chết rồi. Cái địt cái lồn mẹ mày, thằng tóc dài nó bệnh như thế này, dài đây. Đi gọi tóc dài. Địt mẹ mày nhìn mặt như mặt máu lồn. Còn Long Sẹo à, tao không hiểu mày gọi là Long Sẹo hay là đầu buồi mày có sẹo. Địt mẹ mày nhìn mặt như mặt lồn. Bố mày xin lỗi hai con chó. Mặt bố còn đẹp tai hơn hai chúng mày. Bố mày còn được bà con hâm mộ hơn hai chúng mày. Kính thưa bà con, nếu ai chơi với hai con chó này, tang tên nó vào. Và chuyện là kể như thế này à, cần bà con tìm hết tất cả những clip của mình từ trước đến nay, xem có clip nào mình chửi bà con đi lao động nước ngoài chưa. Mình khẳng định chưa có, nếu có Facebook riêng mình tuyên này hủy vĩnh viễn, không bao giờ dùng. Vì mình nói sai, mình không phải người công chúng nữa. Còn kính thưa bà con, nhờ bà con gửi đến hai con chó Long Sẹo, thằng cắt tóc à, thằng tóc bài, nó bảo mình trên người mình xăm những hình xăm chim chuột. Kính thưa bà con, là được mạng phong là xăm trổ không hổ báo, cái câu nói từ xưa, và những thằng nói tục nhưng nó rất tốt. Thì sức ảnh hưởng của mình trên Facebook đang rất lớn, thì mọi người không lên án được vì lấy Facebook của bạn cá nhân rất ít. Nhờ mình lên án, những cái sự thật. Còn những cái án mà lên án, những cái mà đi tù mình không dám. Thế nhưng hai con chó ấy sủa càn, muốn ăn hơi dựa theo để nổi tiếng. Và nó chốt lại một câu này, hai con chó: ngày nào tao chả quay lợn, ngày nào tao chả bốt địa chỉ quay lợn nhà tao lên, chúng mày lại oai lại bảo cho cái địa chỉ bay từ nước ngoài về bên Macau. Macau cũng địt lồn mẹ, tao ghét nhất bọn Trung Quốc, địt mẹ cả cái thằng họ Hồ Cầm Đào đấy. Tao chửi đấy, tự do ngôn luận tao chửi đấy. Tại sao tình yêu là con, tại sao nó chửi bọn Trung Quốc và bọn Hồng Cầm Đảo, nó bành trướng trên Biển Đông, nó cướp hết Hoàng Sa, Trường Sa, gần hết của chúng ta. Việt Nam chúng ta không muốn chiến tranh, đang muốn công ước luật biển năm 1982. Thế nhưng hai con chó này nó bên Trung Quốc thì chắc trước mình có làm clip chỉ thằng Hồ Cầm Đào. Thế chắc hai con chó này hay là nó fan của Sơn Tùng, thế đâm ra mình không cần biết. Cho làm câu hai con chó này địa chỉ nhà Dương Minh Tuyền nghe rõ này, 33 Âu Cơ, Ina, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Hỡi hai con chó đến nhà tố lấy cái gì nhỉ? Chúng mày có cái rìu đúng không? Với tao cầm dao thì bảo tao ai? Cầm cái bút này, chọc đúng đây này. Chọc đấy làm gì? Lợn quay mình đàn quay lợn chọc vào chỗ đấy. Và trước lúc chết con lợn mình sẽ nói câu là hóa kiếp cho em, kiếp này em khổ, kiếp sau em làm người. Nhưng hai con lợn này đến, hai con súc vật này đến, quay vàng luôn, không cần phải chào tiếc, quay lên và nó bấm nhỏ ra cho cá nó ăn, rất chia bổ béo. Còn chúng nó là những con súc vật bệnh tật, đâm ra quay lên để mời bà con ăn thì để bà con bị bệnh à, đúng không? Mình sẽ quay những con lợn thật ngon để mời những bạn bà con nào đến cửa hàng mình thưởng thức hương vị lợn quay. Còn hai con xúc sinh này cứ được chơm đến nhau mình quay giòn quay giòn nó lên xem chúng nó là ai, chúng nó như thế nào. Cũng chỉ là hai con xúc sinh đến nhập thì móc quay luôn. Hỡi Long Sẹo, thằng cắt tóc.